Hello cả nhà, Monica gửi lời chào sức khỏe đến cả nhà mình nha. Hôm nay Monica sẽ chia sẻ lại cái video mà ngày hôm trước cả gia đình Monica đã đến thành phố Combs này để mà ăn uống, vui chơi, mua sắm và du lịch ở đây. Thì cũng như Monica đã nói rồi đó, ở nơi đây là nổi tiếng nhất là những cái chú dê sống ở trên nóc nhà đó, cho nên là hàng năm là du khách đến đây để xem rất là nhiều. Và những con dê này cũng như là trở thành một cái biểu tượng du lịch của cái thành phố này luôn vậy đó. Cho nên là cái khu vực mà xung quanh cái con dê này nó sống ở trên nóc nhà này đó, người ta đã làm thành một cái chợ thật là lớn ở trong đây, rồi để cho du khách đến đây tham quan và vô đây mua sắm luôn. Thì cái chợ này thì nó cũng giống như những cái chợ khác bình thường thôi. Có điều là nó sẽ bán thêm những cái thành phần và những cái trái cây rau cải mà họ được trồng từ cái local của họ luôn. Họ tự trồng ở chỗ cái thành phố của họ đó, rồi họ đem ra bán tại nơi này luôn. Hoặc là vài cái sản phẩm khác nữa, giống như là mật ong nè, hoặc là những các thực phẩm khác họ được làm từ tại cái thành phố của họ, họ đem ra họ bán luôn. Bây giờ Monica sẽ đi dạo một vòng quanh ở nơi này, trong cái khu vực chợ này, để cho cả nhà mình cùng xem ở nơi đây người ta buôn bán như thế nào nha. Ở đây là một cái bình mật ong rất là lớn là của người ta, ở khu vực này người ta làm ra luôn đó. Cái bình ở ngoài lớn dữ lắm. Nó có một cái lò dặn và nó khi mà mình mua đó, nó sẽ tặng cho mình một cái cây để mà mình lấy mật ong luôn, giống như vậy nè. Người ta để hũ với nắp sẵn cho mình ở đây luôn. Ở đây có chi tiết hướng dẫn luôn nè, cách lấy ra như thế nào luôn. Ở chợ này thì Monica thấy thì cũng giống giống những cái chợ khác thôi. Chỉ là nó chỉ thêm những cái thành phần giống như người ta được nuôi, được trồng tại cái thành phố của người ta luôn thì đem vô bán trong cái chợ này. Giống như là một cái kiểu giống như là chợ đồng quê vậy đó. Ở đây ngoài bán thức ăn, thức uống, rồi họ còn có bán giống như là những cái đồ mà vật phẩm để mà mình mua về làm kỷ niệm nữa, rất là nhiều ở trong đây. Bây giờ Monica mời cả nhà mình cùng theo chân Monica đi xem dạo một vòng quanh nha. Qua tới khu vực này á, là bắt đầu mình sẽ thấy những cái vật phẩm mà người ta bán để trưng bày, để mình mua về mà mình trang trí trong nhà của mình á. Những cái mô hình các loại đủ kiểu hết, rất là nhiều nhiều thứ luôn. Rồi ngoài ra họ còn bán những cái đồ mà để mình sử dụng trong gia đình nữa, chén bát nè, ly muỗng nè, thậm chí mình thấy còn họ còn có bán gạch gạch bông để lót nhà nữa, rồi bán quần áo. Bán tất tần tật rất là nhiều thứ, kiểu như đây là một cái chợ để người ta để đi tham quan và du lịch đó, cho nên là cái gì nó cũng có ở trong đây hết á. Nhưng mà nó lạ cái là đồ của nó rất là thấy lạ lạ lắm, mình đi kiếm chỗ khác thì lại không có thấy.
những cái hình ảnh mà con dê ở trên nóc nhà trở thành một cái biểu tượng lớn tại thành phố này luôn đó cả nhà của mình. Chẳng hạn như là cả nhà nhìn có thể nhìn thấy ở đây nè, tất cả các ly uống rượu nhỏ nhỏ nè, họ cũng là để cái biểu tượng con dê sống ở trên nóc nhà đó. Rồi những cái bảng hiệu, những cái sticker để dán nè, rồi những cái áo nè, đều có hình ảnh con dê sống ở trên nóc nhà. Kiểu như những cái chú dê này là trở thành một cái biểu tượng du lịch tại cái thành phố này luôn á cả nhà của mình. Giống như là người ta sẽ nhờ những con dê này mà nó làm cho cái thành phố này nó trở nên là hưng thịnh, là làm ăn buôn bán, mua may bán đất nè. Cho nên là không hiểu sao chỉ là những con dê sống trên nóc nhà thôi mà lại đem lại may mắn và phồn vinh lại cho cái thành phố này như vậy đó. Hồi trước khi mà gia đình Monica lần đầu đến đây là cũng nhờ một người bạn giới thiệu đó. Người bạn đó nói là hàng năm dẫn con của người ta đến đây để đi xem những con dê đó ở trên nóc nhà, thì mình nghe thấy cũng lạ lắm. Hồi trước giờ mình chưa có nghe mà dê sống ở trên nóc nhà đâu. Cho nên là mình cũng hỏi bạn địa chỉ, bạn dẫn cho cái địa chỉ, sau đó gia đình của Monica cũng đến và tham quan luôn á. Cả nhà mình thấy những cái mô hình người ta làm rất là dễ thương nè, giống như là đồ chơi vậy đó. Giống như ai mà có cái sở thích mà xem những cái mô hình á thì đi vào đây nó có rất rất là nhiều mô hình, họ làm rất là tỉ mỉ, rất là chi tiết, nhìn dễ thương lắm. Chẳng hạn như cái nhà nè, trong đó có ghế sofa nè, rồi bàn trang điểm, nó có cầu thang rồi đi lên lầu, rồi trên nhà có cái ban công, có vườn hoa. Nói chung là rất rất là nhiều mô hình ở đây, nhìn cực kỳ dễ thương luôn. Nếu như mà Monica trở lại cái thời mình còn chưa có gia đình á, là chắc thế nào Monica cũng phải mua vài ba cái mô hình rồi đó. Cái nào cũng nhìn thấy cưng hết á, nhìn nó bé tí tí rất là dễ thương luôn. Đây là một cái chợ bán rau cải trái cây bằng mô hình nè cả nhà, nhìn thấy cưng quá chừng luôn á. Ở nơi đây Monica thấy người ta bán rất là nhiều vật phẩm để mà mình mua về làm kỷ niệm, hoặc là đem về tặng cho người thân hoặc là bạn bè của mình á, rất rất là nhiều luôn. Bởi vì nơi đây là nơi để người ta đi du lịch đó, cho nên là hầu như là những cái vật phẩm để làm kỷ niệm tặng cho nhau thì họ bán rất là nhiều. Bên khu vực này họ còn bán tất cả các loại chén, bát, ly, các loại chén mà bằng kiểu như bông hoa theo kiểu người Trung Hoa đó. Rất là nhiều loại luôn. Monica nhìn rất là thích, nhưng mà có điều ở nhà mình có nhiều quá rồi, mình lại mua về thì lại không có chỗ để, cho nên mình không có mua, mặc dù là rất là thích luôn. Khu vực các loại ly ở bên đây thì nó mang cái hướng hơi châu Âu một chút xíu. Ở trong đây mình thấy có nhiều đồ đạc họ theo kiểu mang hướng phong cách của bên châu Âu nhiều hơn á.
Ở đây còn có các loại gạch bông để lót nhà, lót tường nữa nè. Bên đây còn có bán các loại khăn tắm nữa nè, đủ kiểu đủ màu luôn. Rồi mình còn thấy họ trưng bày các loại màn để treo trong nhà nữa nè. Cái màn này hồi trước tới giờ Monica chỉ thấy ở Việt Nam thôi, lần đầu tiên Monica thấy ở bên Canada mà cũng có bán cái loại màn kiểu này luôn á, mà Monica chưa thấy bạn bè gia đình của Monica có ai mà người nhà xài cái này luôn. Ở đây còn có những cái tấm màn bằng bằng tre nữa nè, được làm bằng tre, mình có thể dùng làm màn che hoặc là làm những cái miếng mình trang trí ở ngoài vườn nữa. Có rất là nhiều khu vực bán đồ chơi dành cho trẻ em mà được làm bằng gỗ. Ở đây còn có bán rất là nhiều nón cho phụ nữ nữa.
ngoài khu vực chợ và khu vực bán những cái vật phẩm lưu niệm á, thì họ còn có một cái không gian để mà họ giống như nhà hàng để họ mua bán các loại thức ăn nhanh đó, nước uống nè, trà cà phê nè, rồi bánh trái các kiểu để người ta có thể đi chơi xong rồi có thể ngồi ở trong đây ăn uống. Ngoài ra mình thấy họ còn bán rất là nhiều các loại bánh ngọt, các loại cheesecake. Khi mà mình muốn ăn thì mình cứ đến đây mình mua rồi mình đem qua cái bên khu vực mình tính tiền, mình ra bàn ngồi ăn thôi. Sau khi mà mình đã mua sắm xong tất cả đó thì mình chỉ việc xếp hàng đi ra cái khu vực cashier này để mình tính tiền rồi mình bắt đầu đi ra ngoài thôi. Khi mà mình đi ra khỏi cái nơi này, tính tiền trả tiền xong đi ra khỏi nơi này là mình có thể đi tham quan những khu vực khác nữa. Đây chỉ là một cái chợ thôi. Cái chợ này là cái nơi mà con dê sống ở trên cái nóc nhà chỗ cái chợ này đó. Ngoài ra thì họ còn những cái khu vực lân cận xung quanh, họ bán rất là nhiều đồ lưu niệm xung quanh nữa. Một lát nữa đi Monica sẽ đi ra ngoài rồi mọi người cùng đi theo chân Monica để xem xung quanh người ta buôn bán như thế nào nha. Bây giờ gia đình của Monica đã đi ra phía ngoài rồi. Ở xung quanh đây người ta cũng bán quần áo nè, quà lưu niệm cũng tương tự giống như ở trong chợ vậy đó, mà bán kiểu khác hơn một chút xíu. Ở đây mình thấy có một cái khu vực người ta bán trái cây mà được trồng tại cái local thành phố này á. Những cái trái apple hoặc là những cái bắp cải hay là rau củ cải khác đó là hầu như là được trồng tại cái thành phố này rồi đem ra đây bán luôn.
Ở đây mình còn thấy người ta có một cái khu vực bán các loại herb á, mấy cái loại mà cây mà giống như rau để làm gia vị á, đủ các loại luôn. Ở đây mình thấy có cây ngò gí nè, rồi cây thì là nè, rồi có cây quế, rồi cây cây rau min á, cây rau bạc hà đó. Mình thấy họ bán rất là nhiều ở đây. Giống như là ai thích mà mua cây về để mà trồng á, thì lại đây người ta bán sẵn cho mình cái gốc của nó nhỏ nhỏ vậy đó, rồi mình đem về mình trồng thôi. Kế bên đây thì mình thấy một có một cái tiệm bán đồ trang sức, bán quần áo. Nó cũng trưng bày ít ít thôi nhưng mà nhìn thấy rất là dễ thương. Ở đây họ có bán những cái chậu hoa nhỏ nhỏ nữa nè. Bán một ít đồ trang sức ở trong đây. Rồi bán các loại thiệp. Rồi một ít quần áo. Đặc biệt là ở trong cái khu này, Monica thấy ở một cái sân lớn ở giữa cái khu vui chơi này á, họ trưng bày rất là nhiều các tượng Phật cũng như là các tượng của con sư tử. Mà Monica thấy lạ là ở thành phố này là thành phố của người Tây chứ không phải là của người châu Á, nhưng mà lại là trưng bày rất là nhiều hình ảnh tượng Phật và mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát rất là nhiều. Giống như mỗi lần mình đến đây thì mình có cảm giác giống như là mình đã đi đến cái nơi nào mà gọi là châu Á gì đó, chứ không có giống là đến thành phố của một người phương Tây. Kể cả những cái nơi bán vật phẩm để trưng bày và quà tặng lưu niệm ở gần đó đó, thì họ cũng trưng bày và bán rất là nhiều, rất rất là nhiều luôn hình ảnh tượng Phật và tượng mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát rất là nhiều luôn. Hồi trước cái lần đầu tiên mà gia đình Monica đến đây đó, khi mà đi vào những cái nơi mà bán đồ lưu niệm như thế này nè,
là mình cứ tưởng đâu là mình giống như là mình đã đi qua tới Trung Quốc hay là Đài Loan hay hay là Malaysia gì không đó. Mình không có nghĩ đó đó là một cái thành phố rất là gần nhà mình mà lại có một cái nơi mà họ rất là tín ngưỡng về đạo Phật. Tất cả những gì mà họ bán ở trong nơi ở nơi cái chỗ buôn bán này của họ đó thì hầu như là tất cả các tượng Phật rất là nhiều. Mình thấy rất là lạ luôn. Dù đây là thành phố của một người phương Tây chứ không phải là nơi mà của thành phố của người châu Á đâu. Nhưng mà không biết có phải là họ được trời Phật phù hộ hay không mà cái thành phố nhỏ này của họ nó chỉ nhờ cái khu du lịch nhỏ nhỏ khu này thôi, nhờ những chú dê sống ở trên nóc nhà thôi mà tạo dựng được một cái nơi mà cho người ta làm ăn buôn bán nè, rồi làm cái thành phố chỗ này trở nên là một nơi du lịch rất là nổi tiếng, được người ta đến đây hàng năm rất là nhiều luôn á. Mình nghĩ người dân ở đây họ cũng rất là vui, rất là hạnh phúc vì những chú dê này luôn đó. Video của Monica đến đây là kết thúc rồi. Monica xin cảm ơn tất cả các cô dì, chú bác, anh chị em đã luôn yêu thương, ủng hộ và theo dõi video của Monica mỗi ngày. Monica xin kính chúc cho cả nhà của mình ai ai cũng thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, luôn luôn gặp nhiều may mắn. Monica hẹn tất cả mọi người ở trong video kế tiếp nha. Tạm biệt cả nhà của mình. Bye bye.